Muốn con lớn lên thành đạt, giàu có, cha mẹ phải dạy con ba điều này từ sớm. Kính thưa quý vị, tất cả những ai đã làm bố làm mẹ đều mơ ước con mình sẽ trở thành một người thành công. Chúng ta làm mọi thứ cho con, từ việc mua đồ chơi, dành thời gian chơi với con, chọn cho con một ngôi trường tốt, giám sát việc học của con, mua máy tính xịn để con tiếp thu những kiến thức mới. Có nhiều nghiên cứu khoa học về sự thành công chứng minh rằng trí thông minh và gen bẩm sinh không đóng vai trò chính trong việc cấu thành nên một đứa trẻ giỏi giang sau này. Nhà kinh tế học Hermes Heckman đã xác nhận điều này. Ông đã chứng minh rằng IQ gần như không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền. Tuy nhiên, quyết tâm, kiên trì và khả năng tương tác với những người xung quanh có thể thay đổi kết quả. Muốn con lớn lên thành đạt, giàu có và hạnh phúc, cha mẹ hãy dạy con ba điều này từ sớm. 1. Khả năng giao tiếp. Các nhà khoa học từ bang Pennsylvania và Đại học Đức đã tiến hành một nghiên cứu thú vị. Họ đã theo dõi cuộc sống của 700 trẻ em Mỹ bắt đầu từ thời thơ ấu cho đến khi 25 tuổi để thấy mối liên hệ giữa các kỹ năng xã hội của chúng trong thời thơ ấu và mức độ trưởng thành, thành công của chúng trong cuộc sống sau này. Kết quả chỉ ra rằng những đứa trẻ giao tiếp tốt hơn đã có một cuộc sống lý tưởng hơn. Chúng hoàn thành chặng đường học tập của mình một cách suôn sẻ, đỗ đại học và có một công việc tốt ở tuổi 25. Bọn trẻ hầu như không gặp vấn đề gì về mặt pháp luật, sai trái gì. Lý giải cho điều này có lẽ là vì những đứa trẻ phát triển giao tiếp xã hội hơn người khác sẽ tránh được những mâu thuẫn, xung đột, hiểu được cách thức để làm việc tốt cho người khác và tôn trọng những người xung quanh. Đây là những kỹ năng cực kỳ hữu ích trong cuộc sống. Ví dụ, ngay từ khi còn nhỏ, đứa trẻ giao tiếp tốt sẽ tìm cách chơi cùng các bạn thật vui vẻ thay vì đánh nhau, tranh giành đồ chơi. Điều này cũng có thể nhận thấy khá rõ ràng ở những nhà khoa học. Người có IQ rất cao nhưng chỉ làm chuyên môn, khó có thể làm lãnh đạo vì họ dè dặt, không giỏi trong giao tiếp, ngoại giao. Rõ ràng cha mẹ cần phải xác định rằng một người thành công không phải là người chỉ giỏi chuyên môn. Người thành công là người làm tốt công việc của mình, có một gia đình tốt. Những mối quan hệ hài hòa, hỗ trợ tương tác lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ mọi cảm xúc, chỉ khi ấy mới là người thành công thực sự. Để mà để được như vậy, kỹ năng giao tiếp là điều phải ưu tiên hàng đầu. 2. Sự quyết tâm. Nhà tâm lý học và nhà văn nổi tiếng người Mỹ Angela Duckworth, tác giả của cuốn sách Sức mạnh của đam mê và sự kiên trì, cho rằng một trong những điều quan trọng nhất để thành công là niềm đam mê và kiên trì với các mục tiêu dài hạn. Cùng với nhóm nghiên cứu của mình, Duckworth đã dành nhiều năm để theo dõi các học viên của một học viện quân sự. Họ là những người đến từ những lĩnh vực khác nhau nhưng cùng theo đuổi một mục tiêu để trở thành một giáo viên và quản lý bán hàng. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu là từ một xuất phát điểm như nhau, ai sẽ là người thành công hơn với những gì họ làm và tại sao. Sau tất cả, không phải chỉ số IQ cao hay sức khỏe tốt, những người thành công là những người kiên trì theo đuổi mục tiêu đề ra tới cùng. Theo các nhà tâm lý học, khả năng và tài năng bẩm sinh hầu như không ảnh hưởng đến những thành công của người đó khi trưởng thành. Chính quyết tâm và kiên trì mới là yếu tố mạnh nhất tạo nên thắng lợi. Với những việc nhỏ hơn trong cuộc sống, ta cũng có thể thấy những người quyết đoán, kiên định thường có được kết quả tốt hơn so với những người dù có bộ óc thiên tài nhưng lười biếng vô tổ chức. 3. Tư duy sáng tạo. Chính tư duy sáng tạo giúp chúng ta tìm ra cách thoát khỏi những tình huống dường như không thể và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Và đây chính là một nửa của thành công. Không ai biết các công việc trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, nó sẽ rất khác so với những gì chúng ta làm ngày nay. Tư duy sáng tạo sẽ cho phép con cái chúng ta tìm được đường đi riêng cho mình trong tương lai, thậm chí có thể trở thành chủ công ty của riêng mình. Kính thưa quý vị, người Nhật luôn được biết đến với cách giáo dục con cái rất đặc biệt. Ở đất nước này, trẻ em sẽ được dạy dỗ theo những quy tắc tiến bộ,
khiến cả thế giới phải khâm phục và ngưỡng mộ. Trong việc uốn nắn và hình thành nhân cách, đạo đức cũng như trí tuệ của một đứa trẻ, người Nhật luôn xem gia đình là một mấu chốt quan trọng để có thể giáo dục những mầm non tương lai thành công. Vậy, trong cách dạy con của người Nhật có điều gì đặc biệt? Quý vị hãy cùng học hỏi và áp dụng ngay những quy tắc căn bản vô cùng hay ho dưới đây. Chúng ta sẽ khiến cho việc dạy con trở nên người không còn là gánh nặng quá khó, luôn khiến nhiều bậc cha mẹ phải đau đầu nữa đấy. 1. Dạy con biết cảm ơn và xin lỗi càng sớm càng tốt. Cha mẹ hãy chú trọng giảng giải cho con hiểu giá trị của những câu thần chú này. Chúng sẽ giúp trẻ biết ý thức được những điều xung quanh mình, cảm thấy biết ơn khi nhận được một điều gì đó, cũng như biết dũng cảm nhận lỗi, không dối trá hay giấu giếm, tạo thành thói quen xấu trong tương lai. 2. Nếu trẻ không gây hại hoặc làm tổn thương người khác, hãy tập cho con tự giải quyết vấn đề của mình. Một trong những sai lầm khi dạy con của các bậc cha mẹ Việt, đó chính là can thiệp quá sâu vào những việc xảy ra xung quanh con. Điều này khiến cho trẻ mất đi ý thức tự bảo vệ bản thân cũng như xử lý tình huống hay dựa dẫm vào người khác và trở nên yếu đuối, dễ thất vọng khi gặp thử thách hơn. 3. Không dung túng, không nuông chiều thỏa hiệp với những thói quen xấu của con, đồng thời thiết lập chế độ sinh hoạt nề nếp kỹ càng. Nhiều cha mẹ có thói quen nuông chiều con sai cách. Ví dụ như khi bé quấy khóc thì sẽ ngay lập tức đưa cho con điện thoại. Khi con không chịu ăn, liền nhanh chóng đẩy con ra ngoài chơi. Việc này sẽ hình thành nên những thói quen không tốt đối với một đứa trẻ về lâu về dài, khiến bé ngày càng khó nuôi, cứng đầu hơn mỗi lần không được như ý. 4. Đừng ngại ngần cho bé tiếp xúc với thế giới xung quanh. Đừng ngại bẩn cũng như đừng sợ nguy hiểm. Cha mẹ hãy chú ý quan sát bé kỹ càng, cho con tiếp xúc với mọi thứ trong phạm vi an toàn của mẹ, nhưng cũng đừng bao bọc con quá mức. Chỉ khi cảm nhận, tự trải nghiệm những điều nguy hiểm xấu xí, bé mới có thể tự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và tìm ra cách để tránh xa phòng ngừa chúng. 5. Dạy con biết chờ đợi và tiếp xúc với văn hóa xếp hàng từ sớm. Đừng ỷ y bé còn quá nhỏ, chưa biết gì, mà hãy chủ động giúp trẻ hiểu rằng trong cuộc sống, mọi người đều có sự bình đẳng như nhau. Việc dạy con biết chờ đợi, xếp hàng sẽ rèn luyện được tính kiên nhẫn, sự kỷ luật cũng như văn hóa khi ứng xử với cộng đồng của trẻ từ sớm. 6. Bố và mẹ luôn phải dành một khoảng thời gian riêng nhất định cho con mỗi ngày để trò chuyện, tâm tư và chơi đùa với con. Một đứa trẻ sẽ không thể phát triển khỏe mạnh và toàn diện nếu thiếu vắng đi sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương từ đấng sinh thành. Mẹ hãy nhớ rằng, những lúc vui chơi, trò chuyện, thủ thỉ với con chính là thời điểm dạy con hiệu quả nhất. 7. Dạy con cách sử dụng đồng tiền và tiết kiệm, chi tiêu hợp lý ngay từ khi con được 4-5 tuổi. Đừng sợ quá sớm vì đây chính là độ tuổi thích hợp để bé hiểu được giá trị đồng tiền cũng như biết cách dùng tiền sao để không bị phung phí tiêu hoang. Điều mẹ cần làm là theo sát và chỉ dạy con thiết lập bảng chi tiêu hợp lý hiệu quả. Kính thưa quý vị, các bậc cha mẹ đều có phương pháp dạy con khác nhau và tính cách của trẻ được hình thành theo cách nuôi dạy đó. Từ tính cách, ngôn ngữ và hành vi của cha mẹ sẽ được truyền đạt một cách ngầm định cho con cái. Nhìn chung, một đứa trẻ thành công sẽ được nuôi nấng và dạy dỗ trong một gia đình thường được bố mẹ nói ba câu này. Câu nói đầu tiên, con ơi, cha mẹ rồi cũng sẽ già đi, con phải dựa vào chính mình. Quan niệm này là để trẻ mất đi sự phụ thuộc, trau dồi tinh thần độc lập, nâng cao ý thức và trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, có nhiều phụ huynh nuông chiều con cái sẽ dùng câu nói như con ơi, cứ chăm chỉ học hành, còn việc khác thì bố mẹ lo. Câu nói này vô tình khiến trẻ có suy nghĩ ỷ lại vào cha mẹ. Điều tồi tệ hơn là trẻ sẽ cho rằng việc của mình chỉ cần học tốt, còn lại không quan trọng vì đã có ba mẹ lo. Câu nói 2, con ơi, hãy làm tốt công việc của chính mình và đừng bao giờ làm tổn thương đến người khác. Quan điểm này là để trẻ hiểu rằng chỉ có làm tốt công việc của mình thì mới có thể thành công
và nhận được sự tôn trọng của người khác. Ngược lại, nhiều cha mẹ sẽ nói: "Con ơi, đừng bao giờ để bản thân phải chịu đựng vì người khác." Câu nói này vô tình nuôi dưỡng những đứa trẻ hẹp hòi, và đây là cách gieo những mầm mống của tính cách ích kỷ. Những đứa trẻ như vậy sau này sẽ khó hợp tác với người khác, khó đạt được thành công và hạnh phúc, thậm chí mối quan hệ trong gia đình cũng không tốt. Câu nói thứ ba: "Con ơi, hãy cố gắng hết sức mình, nếu thất bại thì cha mẹ luôn mở rộng vòng tay đón con về." Triết lý này nhằm giáo dục trẻ em có hoài bão cao cả và có tinh thần dũng cảm ngoan cường để thực hiện ước mơ của mình. Và cha mẹ đừng quên nói với con rằng bố mẹ yêu con rất nhiều. Cho dù các con gặp phải thất bại lớn đến đâu thì ngôi nhà này sẽ luôn là bến đỗ bình an chờ đợi các con quay về. Khi các bậc cha mẹ không hài lòng về bản thân hoặc không thực hiện được ước mơ thì họ dành ước mơ, hoài bão và truyền đam mê đó cho con. Tuy nhiên, sở thích của bố mẹ chưa hẳn là điều con muốn, đôi khi phản tác dụng gây áp lực với trẻ. Ngoài ra, cha mẹ chịu áp lực từ xã hội nên kỳ vọng vào con. Khi có ai đó hỏi thăm con bạn học trường gì hoặc so sánh con với những anh chị em trong dòng họ, con người hàng xóm, do cha mẹ lo lắng về tương lai, sợ con vấp ngã thất bại hay không vượt qua cuộc sống cạnh tranh khốc liệt, thường thúc ép con trong việc học hành. Theo một nghiên cứu, cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm lý bình thường của con. Hãy để trẻ tự do sáng tạo, theo đuổi mục tiêu và làm những điều mình thích thì trẻ sẽ thành công, có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.